Các bạn thân mến, chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ ở trong phần video clip ngày hôm nay các em nhé. Bài thơ được mang tên là bài thơ Đôi Dép của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên. Bài thơ như thế này: bài thơ đầu tiên anh viết tặng em là bài thơ anh kể về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng da xiết, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người đời trà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm, nhưng đời sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau, bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tri khăng khít song hành, chẳng thể nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Không thể thiếu nhau trên bước đường đời, dẫu một chiếc ở một bên phải trái, nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại, gắn bó nhau vì một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một là không còn gì hết, nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Các bạn thân mến, đây là một trong những bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, và là một bài thơ mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nói về tình yêu, sự gắn bó trong tình yêu. Chị rất là hy vọng với những clip như thế này thì các bạn có thể tìm được thêm những dẫn chứng mới mẻ để cung cấp cho bài viết của mình. Và nếu như các bạn vẫn còn đang phân vân không biết học văn như thế nào trong giai đoạn này thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage hoặc là nhắn tin cho chị để có thể hỏi về bộ tài liệu để chúng ta có thể tăng vốn từ, đó là bộ sổ tay văn học của chị cũng như là cuốn Săn 8 cộng, cùng với những khóa học rất là cần thiết cho các bạn ở trong giai đoạn này nhá. Còn ngày hôm nay thì cảm ơn các em vì đã theo dõi video clip này. Chúc cho các bạn sẽ có những khoảng thời gian thật là vui vẻ và hạnh phúc khi học môn văn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.